Các bạn đang cần tiền cho mình một chiếc văn số để kết hợp với dàn karaoke tại nhà, hội tụ đầy đủ những yếu tố như thiết kế đẹp nhỏ gọn nè, hiệu ứng hay, chống hú cực tốt, giá cả hợp lý, kết hợp thiết bị dễ dàng. Và đó là xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyền Hữu Audio. Và trong video clip ngày hôm nay, Tuấn Huy sẽ giới thiệu cũng như chia sẻ đến chị và các bạn một cái mẫu van số đến từ thương hiệu DB Acoustic. Và chiếc van số N500B sẽ là sản phẩm chính mà Tuấn Huy sẽ giới thiệu ngay sau đây. Trước mặt mọi người đây là cái mẫu van số N500B của thương hiệu DB Acoustic. Thì với cái ngoại quan bên ngoài của nó được cái thiết kế là bằng kim loại rất là chắc chắn, cũng như một cái màu đen bạc kết hợp với nhau khá là đẹp và sang trọng. Thì với những cái nút tinh chỉnh ở đây được thiết kế cũng rất là đơn giản cho chúng ta thao tác chỉnh trực tiếp bằng tay, cũng rất là thuận tiện. Mặt giữa của chiếc van số này thì chúng ta sẽ có những cái thông số rõ ràng để chúng ta điều chỉnh trong quá trình sử dụng. Kế đến thì chúng ta sẽ có những cái nút điều chỉnh như là nút control, thì chúng ta có thể điều chỉnh từng cái thông số ở trong effect của nó. Tiếp theo thì chúng ta có thể điều chỉnh âm lượng mid, effect và music ở đây. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái nút tắt mở nguồn ở đây để chúng ta có thể thao tác rất là dễ dàng. Thì với cái mẫu van số N5B này, nó rất là nhiều tính năng nổi bật và hữu ích. Thì đặc biệt ở đây là chúng ta có thể sử dụng kết nối karaoke cũng như là nhạc qua cổng kết nối Bluetooth mà không cần cắm dây nhờ gì cả, rất là thuận tiện khi chúng ta thao tác và kết nối sử dụng. Đi tiếp mặt sau của cái mẫu van số này, chúng ta sẽ có những cái cổng kết nối như sau. Thì ở bên trái qua chúng ta sẽ có một cái đường kết nối đường dây điện để cắm điện trực tiếp vào, và 6 đường cổng out đây. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có cái cổng out là của sub nè, cổng center, SR, SL, MR, ML. Thì chúng ta có thể kết nối những cái dàn karaoke hoặc là những cái dòng phòng hát rất là ok. Và hỗ trợ thêm những cái cổng ngõ vào là cổng AV, hoa sen, hoặc là cổng optical, hoặc là console, hoặc là cổng kết nối Bluetooth ở đây, rất là tiện lợi khi chúng ta sử dụng kết nối để cho đường vào âm thanh vào. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái cổng kết nối đường mic ở đây. Chúng ta có thể kết nối mic có dây hoặc không dây để chúng ta có thể cắm thêm vào để hát. Thì nhìn chung với cái sản phẩm S5B này mà Tấn Huy cũng đã trải nghiệm qua, với cái chất âm của nó rất là hay, thì với cái mức giá tầm trung chưa tới 4 triệu đồng thì anh chị và các bạn có thể sở hữu nó. Vì cái tiếng effect của nó rất là hay cũng như là nhiều tính năng nổi bật để mình có thể sử dụng và thuận tiện trong quá trình kết nối để hát karaoke cũng như là nghe nhạc. Và nếu như anh chị và các bạn muốn nghe được cái effect hiệu ứng của nó hay á, thì mình phải can thiệp sâu về cái phần mềm văn số của nó. Cũng như mà anh chị muốn nghe được cái âm thanh nó hay hơn á, thì anh chị phải đồng bộ giữa loa phun và loa sub cho ra một cái âm chắc nhất và hay hơn. Thì trước mặt mọi người đây là cái phần mềm van số S500B của DB Acoustic. Thì nếu như anh chị và các bạn muốn cái hiệu ứng effect nó hay hơn á, thì mọi người phải căn chỉnh trên đây, giống như là cái phần main nè, phần center, phần sub và tất cả những hiệu ứng của mid nè, echo, reverb. Thì mọi người có thể cắt cái dãy tần số là dãy bass, dãy trung và dãy chép để cho cái phần âm thanh nó hay hơn. Riêng phần main này thì chúng ta chỉnh về loa full, còn phần sub thì mình chỉnh riêng, phần mic cũng vậy, echo, reverb. Đó thì mọi người có thể căn chỉnh tùy thích làm sao cho âm thanh đầu ra nó hay là ok. Chúng ta muốn cái âm thanh nó đồng bộ hay hơn nữa thì chúng ta phải sử dụng một cái phần mềm Smart V8. Ngay trước mặt mọi người đây là cái phần mềm Smart để đo cái đáp tuyến cho loa full và loa sub đồng bộ với nhau. Thì Tuấn Huy sẽ nói sơ về hai cái phần mềm này thôi. Thì nếu như mà anh chị các bạn mà muốn nó hay, chắc chắn là phải căn chỉnh, can thiệp sâu về hơn EQ của nó, cũng như là phải đo đáp tuyến đồng bộ giữa loa full và loa sub để cho cái chất âm nó ra nó đánh chắc hơn và hay hơn, thì sẽ nhờ hai cái phần mềm này. Về vấn đề phần mềm thì anh chị và các bạn cứ yên tâm, bên Truyền Hữu Audio luôn có đội ngũ để tới setup tại nhà cho anh chị và các bạn. Và vừa rồi Tuấn Huy cũng đã giới thiệu cũng như chia sẻ đến anh chị và các bạn cái mẫu van số S500B của DB Acoustic. Thì nếu như mọi người có quan tâm tới cái sản phẩm van số này, liên hệ ngay qua số hotline là 038 345 47, hoặc là anh chị có thể tới số 8 Mai Linh Trung Thủ Đức để được trải nghiệm sản phẩm cũng như là tư vấn thêm. Và mọi người nhớ đăng ký kênh Truyền Hữu để được xem những sản phẩm mới clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.